Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Trong phòng khách, không giấu gì ngươi, bắt đầu từ hôm qua, bên ngoài Tứ Phượng Các đã có không dưới 10 thánh linh chần chừ chiếm cứ. Bây giờ cho dù chúng ta có lòng muốn đưa người rời khỏi đây, cũng không thể nào làm được. Ta hiểu rồi, các ngươi cần ta làm gì? Cũng không cần ngươi phải làm gì hết. Hai ngày sau, thánh linh của tổ địa sẽ đến Tứ Phụng Các thương nghị về việc này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dẫn ngươi đến nơi phong ấn, phong ma địa. Cái này nghe không giống nơi gì tốt lành hết. Hai ngày sau, Tứ Phụng Các đại điện. Hướng mà lòng người tổ địa hướng tới, Thanh Loan, Tứ Phụng các cô, không nên nhúng tay vào nhỉ. Nếu như mọi người đều cảm thấy mở ra phong ấn thì tốt hơn. Tứ Phượng Các chúng ta tự nhiên sẽ không nói nhiều, nhưng mà Tứ Phượng Các ta có một yêu cầu. Đợi giải quyết được việc phong ấn rồi, ta cần đưa Dương Khai bình an rời đi, bất kỳ ai cũng không được ngăn cản. Cô đang điểm đến ta, yên tâm. Cô ngạo ta không đến mức so đo tính toán quá nhiều với một tiểu tử vãn bối đầu. Tốt nhất là vậy. Nhiều năm như vậy rồi, hiếm khi thánh ninh tổ địa tề tâm đồng đức. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta đến phong ma địa luôn đi. Nửa ngày sau, lời phong ấn trận pháp. Muốn phá giải phong ấn nơi này, cần hao phí tinh huyết của bản thân. Người tự lượng sức đi, không thể nào tham công mạo hiểm. Tổn thương đến căn cơ của chính mình. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, vãn bối đã nhớ rồi. Đến lượt ta thôi. Vốn tưởng rằng tiểu tử này là thuần huyết nông tộc, không ngờ rằng hắn chỉ là bán nhân bán nòng. Hắn thật sự có thể phá được phong ấn hay sao? Phong ấn chi môn hiện hình rồi. Không đủ, không đủ. Dương tiểu tử, ngươi đừng có lười nhác đấy. 7 ngày sau, tiểu tử, ngươi có thể chịu lỗi hay không? Không sao. Chỉ là tiêu hao một chút lớn mà thôi. Côn Ngạo, đừng quên việc ngươi đã đáp ứng ta. Đương nhiên, sau việc này ta tự nhiên sẽ để Côn Dục tiễn ngươi rời khỏi tổ địa. Sinh tử phía bên kia của đại môn không rõ ràng. Thánh Dương Thần Quân là bị Côn Ngạo ném ra làm chuột bạch à? Đây là yêu hóa. Tên này sau khi tiến vào chẳng được bao lâu thì đã bị yêu hóa rồi. Người này có lai lịch thế nào? Dáng vẻ yêu hóa không đẹp lắm đâu. Hắn là một vị bát phẩm khai thiên của phá toái thiên. Tu vi cao như vậy cũng nhanh chóng bị yêu hóa. Ơi, có thể thấy sức mạnh tổ địa ở trong phong ma địa lồng hậu đến mức nào. Lời phong ấn trận pháp. Hắn là một vị bát phẩm khai thiên của phá toái thiên, tu vi cao như vậy cũng nhanh chóng bị yêu hóa. Có thể thấy sức mạnh tổ địa ở bên trong phong ma địa này lồng hậu đến mức nào. Thành Dương, trong cửa có gì? Bên trong lớn, lớn quá, trong thời gian ngắn ta không thăm dò rõ, nhưng đối với thánh ninh như các ngươi mà nói, chắc không có nguy hiểm. Côn Ngạo, nhân lúc ta còn chưa hoàn toàn yêu hóa, ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô Nập, đưa hắn rời đi. Dạ. Cửa phong ấn đã mở, chư vị nói sao? Nếu Thanh Dương Thánh Quân có thể an nhiên trở về, thiết nghĩ trong đó đối với chúng ta không có nguy hiểm gì. Đúng vậy. Chúng ta cùng vào xem thử đi. Phong ma địa. Sức mạnh tổ địa ở đây so với bên ngoài, lồng hơn gấp 100 lần. Chỉ đứng ở đây, thả lực tiêu hao. Do phá phong ấn lúc nãy đã hồi phục, mảnh thiên địa này không có gì đặc biệt về bản chất,
Chẳng lẽ chỗ này cũng là tổ địa? Đúng vậy. Thiết nghĩ là tổ địa do thời kỳ thượng cổ hai tộc Long Phụng phân cách ra, đồng thời đem chỗ này cắt ra chia làm phong ma địa. Hình như họ phát hiện được cái gì rồi, chúng ta qua đó xem thử. Tổ linh quả, chỗ này có tổ linh quả. Tổ linh quả gì, rất hiếm hay sao? Tổ linh quả là sức mạnh tổ địa ngưng tụ thành, chỉ ăn một quả, bằng với việc tu dưỡng trăm năm ở trên tổ địa. Thứ này đối với toàn bộ thánh linh mà nói là báu vật rất tốt. Tiểu tử, mấy quả này ngươi cầm lấy, sức mạnh huyết mạch của ngươi có không gian nâng cao rất lớn, ăn quả này có tác dụng lớn đối với ngươi. Vậy thì ta không khách sáo nữa, đa tạ tiền bối. Đây là cự thần ninh. Sợ gì, sinh cơ của cự thần ninh này đã diệt tuyệt, chết không biết bao nhiêu năm rồi. Nếu như thứ này còn sống, đối với tổ địa mà nói là một tai nạn hủy thiên diệt địa. Mỗi tộc thánh ninh đều có thánh vật của mình. Thiết nghĩ lúc trước hai tộc Long Phụng dựa vào mấy con thánh vật này phong ấn cự linh thần. Tiểu tử, đó là thánh vật của Long tộc người, Thủy Tinh Cùng. Truyền thuyết nói mấy con thánh vật này đều vẫn hàm truyền thừa của mỗi tộc. Trong Thủy Linh Cung đó có truyền thừa của Long tộc người. Truyền thừa của Long tộc. Nơi này là thánh ninh tổ địa, cũng là tổ địa của Long tộc. Như vậy thì truyền thừa này chắc chắn là không tầm thường. Thánh Loan, thánh vật của côn tộc ta lấy đi, ngươi có ý kiến gì không? Tôn cự thần ninh này tuy chết, nhưng số thánh vật này rõ ràng là nguồn sức mạnh chấn áp, tùy tiện lấy đi e là không ổn. Thánh vật các tộc đều ở đây, cô muốn ngăn cản, hỏi qua bọn họ hay chưa? Tùy các người, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ngươi cũng đi xem thử đi, chỗ này chỉ có một mình ngươi là Long tộc. Thánh vật Long tộc đó đương nhiên là phải do ngươi lấy, đa tạ tiền bối. Không hổ là thánh vật của Long tộc thủ lĩnh thánh ninh. Sức mạnh tổ địa ở đây lồng hơn phong ma địa mấy phần. Tiền bối Nhạc Trác từng nói chỗ này có truyền thừa của Long tộc, vậy ta phải tìm cho kỹ. Ngay cả một con kiến cũng không thấy gì, làm gì có truyền thừa gì chứ, không lẽ tiền bối Nhạc Trác đã lừa mình. Đây là tinh thạch do sức mạnh tổ linh ngưng kết mà thành. Thứ này tinh thuần hơn tổ linh quả nhiều. Có nhiều như vậy? Hình như chỉ có thánh vật của Long tộc là vũ cung vũ. Thánh vật của các thánh linh khác hoàn toàn không có điều kiện ngưng kết tổ linh tinh. Lần này đúng là âm thầm phát tài rồi. Phong ma địa, sao có thể như vậy chứ? Ta rõ ràng đã luyện hóa thánh vật của côn tộc rồi, sao lại không đưa đi được cơ chứ? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, có lẽ 16 kiện thánh vật này sớm đã là một thể rồi, nhất định là phải đem toàn bộ luyện hóa mới có thể thu đi được. Bây giờ còn thiếu, Thủy Tinh Cung của Long tộc vẫn chưa luyện hóa. Long tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Chậm chạp lề mề, còn không nhanh luyện đi. Không được, tư chất huyết mạch của ta không đủ, muốn luyện hóa Thủy Tinh Cung này phải tiêu hao hàng trăm năm. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian, chúng ta đợi ngươi nào được? Không cần phải đợi ta, bây giờ ta cũng không chuẩn bị đi luyện hóa. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ta đến vùng đất tổ vốn dĩ là có một sự cố ngoài ý muốn, ta ở bên ngoài còn có việc, không thể nào ở đây nằm nữa thời gian. Thời gian trôi qua của tiểu càn khôn gấp đôi ngoại giới, nếu như ta nằm nữa quá lâu, Triệu Nhã nói không chừng sẽ thăng cấp đến đế tôn. Ở thế giới tiểu càn khôn thăng cấp đến đế tôn, căn bản là không lấy được phân bộ chi lực của thế giới cầy. Vì thế mình phải nhanh chóng đưa bọn họ về tinh giới. Thế thì không đến lượt ngươi quyết định đâu, chuyện này liên quan đến thánh vật của các tộc. Phượng tộc cũng không thiên vị người. Được thôi, ngươi muốn ta tăng tốc, thế thì trước tiên hãy giúp ta đem huyết mạch thăng cấp đến thứ tự của cự long. Nếu như ta đoán không sai, mỗi người các ngươi có lẽ đều lấy được không ít tổ linh quả đúng không? Tiểu bối, đừng được nước lấn tới, bổn tọa rất muốn giết ngươi đấy. Giết ta, các ngươi đừng hòng lấy được thánh vật của các tộc. Trước khi ra tay, ngươi phải hỏi thánh ninh của các tộc có đồng ý hay không. Ngươi
Được rồi, ngươi cũng lớn tuổi rồi, tranh cãi với tiểu bối làm gì? Như vậy đi, phượng tộc của ta bày tỏ thái độ trước. Đây là một nửa tổ linh quả trong tứ phượng các, mỗi nhà các ngươi cũng lấy ra một nửa đi. Tiểu Long hờ cho ngươi rồi, nếu như ngươi đến cuối cùng cũng không luyện hóa được thủy tinh cùng, ta sẽ ăn sống ngươi. Xếp hàng từng người một. Cầm lấy, tất cả tổ linh quả đều ở trong này. Đã tạ tiền bối, nhưng mà trước khi bế quan, ta muốn xin tiền bối, phái người hộ tống hạ cô nương rời khỏi đây trước. Ta hiểu rồi, nơi này không thích hợp để nhân tộc ở lại, ta sẽ bảo người đưa cô ta rời đi. Thế thì ta yên tâm rồi. Lực của một tổ linh quả lại có thể khiến mình không tự chủ mà hóa thành bán long chi thần. Nếu như mình ăn hết những thứ này không phải. Một năm sau, 700 trượng long thân, 200 tổ linh quả, nhanh như vậy đã ăn xong rồi ư? Ơi, vấn đề không lớn, may mà mình có để lại tổ linh tinh. Quả nhiên vào thời khắc mấu chốt, vẫn nên dựa vào bản thân. Ăn no rồi, lại có chút buồn ngủ. Kia nà, là hắn, cự linh thần bị phong ấn. Số lượng tranh đấu chênh lệch xa như vậy. Là thánh ninh của một phương lại thất bại thảm hại. Thánh vật của phượng tộc, Ngô Đồng Bất Diệt. Thánh vật của côn tộc, Bắc Minh. Thánh vật của long tộc, Thủy Tinh Cung. Những cảnh tượng vừa nãy là Long Hoàng và Phượng Hậu hy sinh bản thân để chấn áp thần linh khổng lồ màu đen. Nếu như mình có thể nhìn thấy ký ức của Long Hoàng, thế không phải chứng tỏ bản nguyên mà mình và Tô Nhan lấy được năm đó ở trên đại lục Thông Huyền chính là truyền thừa đến từ Long Hoàng và Phượng Hậu. Đây là Long Thân Nghìn Trượng Thành. Thành công rồi. Long Châu đã thành, cự Long đã hiện.